Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 và thời tiết đang khá là mưa. Và Mini Lê Văn Lương đã về được một chiếc được gọi là siêu phẩm, cũng coi như là flagship của Mini 5 cửa trong năm nay. Mình thì chỉ có khoảng 30 phút nữa thôi và chiếc xe này sẽ trực tiếp giao đến tận tay khách hàng tại nhà. Cho nên chúng mình không thể bày vào trong showroom được, nên mình sẽ có một clip đánh giá nhanh thôi, nhưng mà cũng sẽ khá là đủ chi tiết để các bạn có thể có thêm thật nhiều thông tin về dòng xe Mini Cooper S 5 cửa với bộ trang bị ngoại thất John Cooper Works là như thế nào. Bắt đầu nhá. Nếu mà nhìn qua ở trên mạng thì các bạn sẽ biết là kiểu dáng của Cooper S 5 cửa của năm 2022 sẽ khác so với chiếc xe ngay trước mặt các bạn. Tại vì sao? Bởi vì nhà nhập khẩu Thaco đã lựa chọn một cái option mà mình cho là cực kỳ đáng giá, đó là sử dụng bộ body kit của dòng xe John Cooper Works hiệu năng cao áp dụng lên dòng xe 5 cửa này, biến dòng xe 5 cửa Cooper S đang từ một chiếc xe ở tầm giữa thôi trở thành một chiếc flagship và mang kiểu dáng của một chiếc xe cao cấp nhất của Mini. Hơn nữa, với kiểu dáng 5 cửa vốn đã được ưa chuộng tại Việt Nam về độ tiện dụng, đi lại gọn gàng trong đô thị mà vẫn giữ được vẻ cổ điển và chất chơi của nó, thì mình tin rằng cái sản phẩm này sẽ trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của Thaco trong năm tiếp theo. Nói về màu sắc trước đi, thì đây là nước sơn trắng tiêu Pebble White, được cho là màu trắng đặc trưng và chỉ duy nhất có trên dòng xe Mini Cooper. Màu trắng tiêu này thì cực kỳ được các chị em ưa thích. Hơn nữa, khi mà đưa lên dòng John Cooper Works này với phối gương ốp gương đen này và trần xe màu đen nữa thì lại càng tăng thêm độ thể thao và hiếu chiến cho chiếc xe này, mang đến một cảm giác vừa khá là cô nương và tiểu thư nhưng thực sự là vẫn rất đậm chất thể thao đường phố, và một khi đã muốn đua thì không ngán ai cả. Và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ thử walk around, chạy vòng quanh xe để xem là những chi tiết mang tính John Cooper Works ở trên xe sẽ thể hiện cá tính tốt như thế nào nhá. Ca lăng ở đằng trước xe thì khác với Cooper S thông thường thì chúng ta đang có nguyên một cái mặt ca lăng của John Cooper Works ở đây. Các bạn có thể thấy là rất nhiều những cái chi tiết đan tổ ong rất là thể thao và ấm hố. Miệng xe được mở rộng ra, ở dưới là hai cái hốc hút gió tăng cái độ khí động học cho chiếc xe này. Gói trang bị John Cooper Works sẽ đi kèm với cái option gói Piano Black, tức là các bạn nhìn thấy là tất cả những cái ốp ngoại thất, viền đèn, logo hay là một vài chi tiết khác sẽ đều có màu đen Piano Black bóng lên, nhìn rất là chìm, rất là thể thao và làm cho chiếc xe có chiều sâu hơn rất nhiều. Hơn nữa, với màu sơn này là màu sơn trắng nữa, lại càng làm tăng cái độ tương phản của chiếc xe. Đây, hãy nhìn xung quanh chiếc xe của mình, nhìn rất là chiến luôn. Trên nắp capo sẽ được làm nổi bật với cái khe hút gió giả ở đây và hai dải tem màu đen chạy dọc nắp capo, làm cho chiếc xe thêm phần gầm gừ, hiếu chiến. Đây là một phiên bản chính xác của một phiên bản độ của Mini Cooper, nhưng mà là được độ chính hãng, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam, cho nên các bạn yên tâm về chất lượng và vẫn được bảo hành bình thường nhé. Chính vì thế nó lại càng làm tăng giá trị của chiếc xe này lên, bởi vì nó giống như là một phiên bản giới hạn vậy. Các bạn sẽ có một chiếc xe được độ nguyên chiếc từ trong nhà máy ra và với một mức giá dễ chịu hơn một chiếc John Cooper Works thật rất là nhiều. Hơn nữa thì phiên bản Cooper S 5 cửa thì không có phiên bản John Cooper Works thật sự với động cơ 231 mã lực. Tuy nhiên, với động cơ sản sinh 192 mã lực trên mẫu xe này vẫn sẽ cực kỳ đáng tiền với những ai đã chót yêu vẻ ngoài thể thao, gân guốc và gai góc của John Cooper Works, nhưng lại chỉ cần đến một cái khối động cơ vừa đủ dùng, đi lại mạnh mẽ trong đô thị mà không cần phải quá là hiếu thắng và cực đoan như John Cooper Works, thì đây là một lựa chọn cực kỳ tuyệt vời. Và mình tin rằng đây sẽ là thứ đáng giá nhất mà mọi người có thể nâng cấp cho một chiếc Mini Cooper 5 cửa của mình. Các chi tiết mang hơi thở tốc độ của John Cooper Works các bạn thể nhìn thấy, như là một phần viền ở bánh xe được tách ra ở đây, làm tăng tính khí động học và làm cho chiếc xe khỏe hơn rất là nhiều. Hơn nữa, ở phần thân xe chúng ta cũng có phần nhô ra như là một cái bậc thềm cửa vậy. Đặc trưng ở John Cooper Works là có những cái đường gân, đường uốn nhô ra giữa xe, rất là đơn giản thôi nhưng mà tăng độ hiệu quả và tính thể thao cho chiếc xe hơn rất là nhiều. Mang cá của Cooper S thì cũng sẽ là hiện hình chữ Cooper S thôi thay vì là John Cooper Works. Mâm xe thì mâm John Cooper Works cũng khác biệt hoàn toàn so với mâm xe của Cooper S, nhưng thực sự là tạo hình Cooper S ở đây mình cũng thấy nó quá là đẹp và quá là thể thao rồi. Đương nhiên, nếu mà được phay xước và cách điệu đẹp như John Cooper Works thì sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Bước sang phần sau của chiếc Mini Cooper S 5 cửa này thì cũng vô cùng ấn tượng bởi những cái chi tiết John Cooper Works đã tôn lên vẻ đẹp của chiếc xe này rất nhiều. Phần càn dưới của John Cooper Works được thiết kế vô cùng khỏe khoắn và bắt mắt. Nó nhô ra hình răng cưa và có thêm những cái chi tiết đan xen tổ ong rất là mạnh mẽ ở đây. Bên cạnh đó thì chúng ta có một cái ống xả đôi nhìn rất là đẹp,
và được sơn màu đen huyền bí. Đèn hậu phía sau thì vẫn là thiết kế Union Jack quen thuộc. Tuy nhiên thì khi mà đi cùng với bộ piano black ở đây thì nó tạo một phong thái rất là huyền bí, khỏe khoắn. Thật với các bạn là mình cực kỳ thích phong cách này. Khi mà nhìn thấy bản thiết kế 3D thôi là mình đã rất là mê rồi. Không nghĩ là khi nhìn thấy ngoài đời nó lại làm cho mình phấn khích như vậy. Thực sự nó quá là đẹp. Cốp xe thì cũng vô cùng quen thuộc thôi. Đó là chiếc cốp của một chiếc 5 cửa. Cũng khá là thoải mái để có thể sử dụng cho đô thị. Mình đã phân tích về độ rộng cũng như là tính tiện dụng của nó rất là nhiều trong các bài đánh giá về xe 5 cửa, về Solus hay là One 5 cửa rồi, các bạn có thể xem lại nhé. Phần nữa mình muốn giới thiệu với các bạn đấy là phần cánh gió phía sau. Đây cũng là cánh gió được lấy nguyên bản từ chiếc John Cooper Work. Bình thường trên một chiếc John Cooper Work thì cánh gió phía sau sẽ được sơn màu đỏ. Ở đây thì chúng ta có một cái tạo hình giống hệt và sơn màu đen. Nhìn cũng rất là phá cách và rất là khỏe. Bất kỳ ngôn từ nào mình nói thêm sẽ đều là thừa để mô tả vẻ đẹp của chiếc xe này. Cũng khỏi phải nói thôi, bởi vì bọn mình cũng gần như là chả có cơ hội để được quay chụp em nó một cách cẩn thận, bởi vì xe nó quá là hot. Chỉ cần vừa cập cảng thôi, đưa về đến showroom là chúng mình đã phải giao ngay tận nhà cho khách rồi. Hôm nay cũng là ngày 20 tháng 10 nữa. Mình rất mong là có thể hẹn các bạn đến một ngày gần nhất khi mà chúng mình có một cái sản phẩm tương tự như vậy để có thể giới thiệu kỹ hơn với các bạn. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng để có thể quay nhiều nhất và kỹ nhất cho các bạn. Mặc dù là môi trường ánh sáng cũng như là không gian là không được cho phép, mong các bạn thông cảm. Về động cơ B48 2.0 sản sinh công suất 192 mã lực thì mình đã làm đến 2-3 clip giới thiệu kỹ rồi về cảm giác lái cũng như là cái khả năng vận hành của chiếc xe này. Nhìn chung nó vẫn là một trong những cái động cơ xuất sắc nhất của Mini và làm cho cái phiên bản Cooper S này cực kỳ đáng mua, khi mà động cơ đó có thể đáp ứng và cũng như là làm hài lòng tất cả những cái người lái xe có thể nói là khó tính nhất, và nó vô cùng phù hợp với một chiếc xe đô thị vừa thời trang mà lại mang âm hưởng thể thao như chiếc Mini này. Ok, hãy cùng nhau thử khám phá nội thất của chiếc Cooper S 5 cửa này sẽ như thế nào nhé. Đó, một hình ảnh khá là quen thuộc trên những cái mẫu xe Cooper S 5 cửa khác mà mình đã từng giới thiệu với các bạn. Giờ thì ở ngoài đang khá là ồn nên là mình sẽ thử vào trong nội thất để xem là khả năng cách âm của chiếc xe nó như thế nào nhé. Đó, cũng khá là tốt, có thể cách được tương đối tiếng ồn bên ngoài. Chúng ta vẫn có một cái vẻ đẹp rất là cơ khí cổ điển ở đây với rất nhiều những chi tiết hình tròn. Ngoài ra thì ở phiên bản mới chúng ta sẽ có đèn viền nội thất 12 màu. Đó, các bạn thể xem một vài footage về cái cách đổi màu của đèn viền ở đây. Nội thất của chiếc xe thì là màu đen crossband với da thật ở đây và đan xen một chút những cái chi tiết da lộn ở viền này để tăng tính thể thao cũng như là điệu đà chiếc xe. Form của chiếc xe cũng là form thể thao ôm chặt vào hai bên thì rất là khỏe. Vô lăng thì sẽ có thêm logo của John Cooper Work, nhưng mà đương nhiên rồi, đây không phải một chiếc xe John Cooper Work mà chỉ là gói trang bị John Cooper Work thôi, nhưng cũng làm cho người chủ cảm thấy khá đặc biệt khi sở hữu một phiên bản như thế này. Hàng ghế sau của chúng ta thì cũng giống như những cái chiếc mẫu Mini 5 cửa bình thường thôi. Nó không quá là rộng rãi để có thể ngồi được 3 người đằng sau. Tuy nhiên thì với những người cao từ 1m75 đổ xuống thì mình nghĩ hàng ghế này sẽ phù hợp để ngồi 2 người lớn và ngồi thêm một trẻ em ở giữa thì có thể đi lại những cái quãng đường ngắn trong đô thị được. Rồi chơi toàn cảnh panorama ở đây cũng là một option khá là đắt giá. Đây các bạn có thể nhìn thấy chiếc xe của chúng ta đang khoáng đạt hơn rất là nhiều khi mà ngồi vào trong xe. Đó, với những cái ngày đẹp trời và các bạn muốn có một chút không khí để đi biển chẳng hạn, hoặc là đi chơi cùng với gia đình thì cửa sổ trời cũng sẽ là một trong những cái option rất là hay. Hãy thử nổ máy lên để các bạn có thể xem được là chúng ta có thêm những cái option gì nhé. Đó, đây là âm thanh khi mới nổ máy. Và đây, chúng ta đang có một cái màn hiển thị HUD khá là đẹp mắt. Đó, nó giống như là một cái máy ngắm bắn của những cái máy bay trực thăng chiến đấu vậy. Hơi tiếc một chút thì không được như phiên bản về Solus, thì ở phiên bản John Cooper Work 5 cửa gói độ này thì chúng ta lại không có hệ thống 12 loa Harman Kardon. Tuy nhiên thì 6 loa tiêu chuẩn của Mini thì cũng đã gần như là đủ để có thể đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu giải trí của các bạn rồi. Chúng ta vẫn sẽ có một cái màn hình cảm ứng 8 inch ở đây và có rất nhiều tính năng, trong đó có cả kết nối Apple CarPlay không dây, nghe nhạc Bluetooth. Ở đây có Cruise Control, hạn chế tốc độ.
có tự động lùi này. Đây, các bạn hãy xem camera phía sau của xe rất là nét và có hệ thống cảm biến ở đằng trước đằng sau, hỗ trợ lái rất là tốt. Có 3 chế độ lái ở đây, như là Sport này, Mid này và Green. Nếu mà các bạn muốn xem một review chi tiết về công năng và cách sử dụng thì các bạn có thể đón xem clip đánh giá chi tiết xe Mini 5 cửa Resolute. Mình đã làm khá là chi tiết ở đây vì cách sử dụng các dòng xe này thì đều giống hệt nhau thôi. Tôi rất hy vọng là những đánh giá nhanh vừa rồi có thể làm cho các bạn tưởng tượng được độ hấp dẫn, cũng giống như là cân nhắc được xem là mình có nên lựa chọn chiếc Mini 5 cửa với gói độ John Cooper Works này không. Mọi chi tiết xin liên hệ đến số điện thoại 0984581159. Mình là Phan Mini ở số 68 Lê Văn Lương, Hà Nội. Và mình sẽ hẹn các bạn trong thời gian tới. Mình sẽ có rất nhiều những cái mẫu xe đặc biệt, độc lạ của Mini và chờ các bạn đón xem. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.